Chào quý anh chị, quay trở lại với kênh bất động sản của Ngọc Linh Lên. Trong video này là một căn góc hai mặt tiền, thiết kế rất là thông thoáng và vị trí của nó là vị trí đối diện công viên. Và nền đất này thì nằm ở ngay khu đô thị Cát Tường Phú Nguyên, cách mặt tiền tỉnh lộ 824 chỉ có khoảng 130m từ vị trí ngoài tỉnh lộ đi vào tới căn nhà của chúng ta quý vị. Nhà của chúng ta là nhà thiết kế một trệt một lầu, thiết kế nhìn rất là sáng cho căn nhà của chúng ta luôn. Quý anh chị sẽ cùng lên di chuyển về tham quan căn nhà này quý anh chị. Thì từ ở vị trí căn nhà là vị trí chúng ta đang đứng đây, theo hướng xe máy di chuyển từ đây quý anh chị ra tới đường 824 nó khoảng tầm 130m. Và vị trí này hiện nay trong khu dân cư này, dân cư về ở rất là đông. Ở nhà của chúng ta là căn nhà một trệt một lầu đấy quý anh chị, thiết kế khá là gọn gàng và thông thoáng. Đối diện chúng ta là một công viên tiểu khu trong khu đô thị này, một công viên tiểu khu. Hiện nay trong khu vực này có rất là nhiều thiết bị tập thể dục và cây xanh bóng mát đầy đủ hết quý anh chị. Thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào tham quan căn nhà 4 nhân cho 17 góc hai mặt tiền. Thì ở phần trước này, đất của chúng ta nó ra tới phía ngoài này quý anh chị, nó bằng với lại cái mép nhà đây quý anh chị. Đất của chúng ta thì bằng với cái này luôn ha. Nhưng mà chủ nhà để tạo cái độ thông thoáng cho căn nhà thì chủ nhà để phía trước này 2m này. Quý anh chị để trước 2m này, làm cái không gian sân của chúng ta luôn cho nhìn cái nhà, cái đoạn phía trước chúng ta nó sáng hơn quý anh chị. Phía trên này là một dàn lam, dàn lam lên này. Quý anh chị có thể làm lưới lam hoặc là làm mái che ở trên cái phần sân của chúng ta, tùy vào nhu cầu sử dụng nha quý anh chị. Mặt tiền nhà đây quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi vào tham quan nhà quý anh chị. Ở đây là không gian của phần phòng khách của chúng ta nè. Phần đất của chúng ta thì chủ xây nó khoảng tầm 4 x 15m, xây hết đất nha quý vị. Đất là 47 nhân xây 415 trừ 2m sân phía trước nữa quý vị. Thì 4 x 15m này chủ để thông thoáng luôn. Và phần phía trước chúng ta làm phòng khách nè, xung quanh đều có ánh sáng đấy quý vị. Đây. Chúng ta phòng chúng ta đều có ánh sáng hết nè. Trong không gian phòng khách ngó ra view công viên và ánh sáng đầy đủ. Bên hông có làm cửa luôn cho quý anh chị luôn, để chúng ta có thể mở cánh hông bên này ha. Thì mặt hông của chúng ta thiết kế là hai cửa sổ, một cửa chính và có cửa lấy sáng cho cầu thang này quý anh chị. Và phần ở dưới này là không gian phòng bếp. Bếp hiện nay chủ cũng đã làm kệ tủ bếp đầy đủ cho quý anh chị luôn. Nó về màu sắc, màu sơn, gạch nền, la phong, quý anh chị có thể theo dõi qua video nhé quý anh chị. Gạch nền, rèm cửa, la phong, đèn, chiếu sáng, hệ thống tủ bếp. Thì ở phía dưới này, chủ nhà thiết kế cho chúng ta một không gian phòng vệ sinh với cửa lùa, nhìn rất là phong cách hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lên di chuyển lên tầng 1. Thì nhà này thiết kế chỉ có một trệt một lầu và công năng sử dụng thì đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của chúng ta. Trên một phòng ngủ, trên một phòng vệ sinh, dưới một phòng vệ sinh. Và phía trên này là thiết kế hai phòng ngủ, một phòng thờ. Đây quý anh chị, đây là phòng ngủ đầu tiên này. Rồi chúng ta sẽ tới phòng ngủ thứ hai. Và đây là không gian phòng thờ phía trước nè quý anh chị. Quý anh chị có thể tận dụng sử dụng để làm luôn không gian của phòng ngủ nếu như chúng ta gia đình trẻ không có thờ cúng gì nhiều ha. Còn đây là không gian của cái view của ban công nè quý anh chị. Đây ban công của chúng ta nè. View công viên, bên hông nhà và view công viên. Và dân cư tại khu vực này hiện nay rất là đông. Và giá hiện nay chủ đang cần bán với giá chỉ có 3 tỷ 200 triệu và có thương lượng cho quý anh chị thiện chí.
nhà đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.